Minh Thiên xin chào toàn thể quý khách hàng trên khắp ba miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022. Hôm nay Minh Thiên tiếp tục tri ân khách hàng bằng bằng cách là giảm giá khuôn chậu nhé. Và ngày hôm nay thì mẫu khuôn mà bên Minh Thiên giảm là mẫu chậu lục giác 47 nhé. Hôm trước thì bên Minh Thiên có tri ân khách hàng giảm khuôn chậu ly rồi đấy. Thì hôm nay thì em tiếp tục em giảm giá cho quý khách bằng khuôn chậu lục giác 47 nhé. Đối với mẫu chậu lục giác 47 này thì chân liền luôn các bác nhé. Đây ạ, có một đoạn chân liền ngắn nhé Và hoa văn cũng rất đẹp luôn Sau đây thì em sẽ nhờ một bác là đo cho em cái kích thước Chiều rộng cũng như là chiều cao Và soi bên trong để cho các bác xem rõ cái chi tiết hoa văn ạ Kích thước là rộng 47 nhá Là kích thước phủ bì các bác nhé Còn chiều cao tính chân liền của nó là 39 các bác ạ và mẫu này là mẫu hoa văn cây trúc lùn các bác nhé Khuôn của nó thì bằng nhựa ABS ạ Rất là đẹp luôn Ra sản phẩm cực kỳ nhăn bóng ạ Đấy ạ Đây là lòng trong nhé Lòng trong của nó là lòng liền một khối các bác nhé Đấy Ngày hôm nay thì em chỉ còn duy nhất ba khuôn này Nên sẽ thanh lý cho các bác là uh, 600.000 một khuôn nhé Và bao ship tận nhà cho quý khách ạ các bác à, hãy theo dõi uh, kênh youtube của Minh Thiên để cập nhật các video bên em nhé Vì từ giờ đến Tết là em tri ân giảm giá rất nhiều ạ Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay em có một cái chương trình thứ hai Đó là chương trình tặng quà cho các bác Đối với các bác nào mà mua đơn hàng từ 10 triệu trở lên bên em tặng ngay cho bác Một chiếc chậu chữ nhật như hình nhé uh, Chị đo giúp em kích thước với ạ Rộng Kích thước của nó là 27 Rộng 27 ạ. chiều dài chiều dài gì? À, chiều dài là 36 ạ và chiều cao là 18 ạ à, đây nhá Đấy mỗi một đơn hàng trên 10 triệu em sẽ tặng cho các bác một uh, chiếc chậu nhỏ như hình nhá rất là đẹp luôn các bác về trồng hoa là rất đẹp ạ hãy nhanh tay nhá số lượng có hàn ừ. thôi ạ chỉ còn 4 năm suốt thôi nên các bác nhanh tay đặt hàng nhé bất kể khuôn gì được cứ hóa đơn trên 10 triệu là được tặng quà các bác nhé các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại 0981441808 ạ và số thứ hai là chín và số thứ ba là tám và hãy theo dõi kênh YouTube của Minh Thiên nhé và truy cập vào trang web của Minh Thiên với đường link bên dưới ạ Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng